đắp mặt nạ trứng gà trị nám da hiệu quả bất ngờ. Làn da trắng dễ làm tăng nguy cơ đối diện với nám da tàn nhang. Vì vậy đối với những người sở hữu làn da trắng thì nên có những biện pháp phòng ngừa và điều trị nám da từ sớm, nhất là trong giai đoạn mang thai và sinh con. Biện pháp tối ưu từ thiên nhiên là đắp mặt nạ trứng gà trị nám da hiệu quả trên tuyệt vời, chỉ trong một thời gian ngắn ngay sau đây nhé. Những phương pháp trị nám bằng trứng gà tại nhà. 1. Cách trị nám bằng trứng gà đơn giản nhất. Cách này sử dụng trực tiếp lòng trắng trứng gà, không cần phải thêm nguyên liệu. Cách làm: thoa một lớp mỏng lòng trắng trứng lên bề mặt da, tập trung vào vùng da bị nám, thư giãn massage khoảng 10 phút và rửa lại bằng nước ấm. Áp dụng phương pháp này 3 lần trên một tuần, bạn sẽ sớm lấy lại làn da mịn màng tự nhiên, không còn vết thâm nám. 2. Cách trị nám bằng trứng gà và mật ong. Mật ong cũng được biết đến như loại thần dược của sắc đẹp. Việc kết hợp trứng gà với mật ong là cách trị nám da nhanh nhất. Cách làm: sử dụng 1/2 quả trứng gà, lấy cả lòng trắng và tròng đỏ, pha thêm 2 muỗng mật ong, cộng 4 giọt tinh dầu li u, không có dầu li u cũng không sao. Dùng hỗn hợp này bôi trực tiếp lên da, đặc biệt là vùng da nám, thư giãn trong 15 phút và rửa lại bằng nước sạch. 3. Cách trị nám bằng trứng gà và bột nghệ. Tinh bột nghệ vàng có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, có khả năng dưỡng da, làm trắng da một cách tuyệt vời. Kết hợp trứng gà với tinh bột nghệ cũng là cách trị nám hiệu quả tại nhà. Cách làm: lấy 1 muỗng bột nghệ với 1 lòng trắng trứng, trộn đều, cho thêm 2-3 giọt nước cốt chanh vào hỗn hợp, đắp hỗn hợp lên da và chờ đến khi chúng khô lại thì rửa lại bằng nước ấm. 4. Chữa nám da hiệu quả bằng mặt nạ lòng trắng trứng gà và chanh. Chanh chứa nhiều axit tự nhiên, có tác dụng giúp làm trắng da và tẩy sạch thâm nám. Chính vì vậy, chanh thường được sử dụng làm nguyên liệu trong công thức điều trị nám da, tàn nhang. Việc kết hợp lòng trắng trứng gà và chanh để trị nám rất phổ biến. Cách làm mặt nạ lòng trắng trứng gà và chanh rất đơn giản. Chuẩn bị 1/2 quả chanh, cộng 1 lòng trắng trứng gà. Vắt nửa quả chanh lấy nước cốt, bỏ hột, trộn nước cốt chanh với lòng trắng trứng gà thành một hỗn hợp. Thoa đều hỗn hợp lên mặt và thư giãn trong vòng 20-25 phút. Rửa sạch mặt với nước ấm. Trên đây là những cách chữa nám da hiệu quả từ trứng gà, ngay tại nhà, an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có tác dụng trị nám ở mức độ nhẹ và cần kiên trì thực hiện. Nếu tình trạng nám nặng, bạn có thể kết hợp với nhiều phương pháp chữa trị khác để đạt hiệu quả cao. Đặc biệt cần có sự tư vấn của bác sĩ, tránh dùng thuốc bôi linh tinh có thể dẫn tới tình trạng nghiêm trọng hơn. Vì mục tiêu nâng cao sức khỏe người Việt, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đem đến những thông tin hữu ích nhất về sức khỏe cho các bạn. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng kênh, sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tư vấn rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của các bạn để giúp cho nội dung kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video.